Xin chào các bạn đã đến với Sun Sale và đánh giá. Trong quá trình mình có tư vấn với các bạn sản phẩm tầm trung đáng mua thì OnePlus A2V là một sản phẩm cực kỳ đáng mua. Mỗi tội là với sản phẩm này thì hàng ở các cửa hàng nó sẽ không có nhiều đâu. Các bạn có mua được sản phẩm này nha thì thực sự nên cân nhắc các bạn ạ, bởi vì là về thông báo này không gặp ROM ngon lành. Hiện tại Sun Sale và đánh giá đã có một cái Shopee có tên là Sun Sale và đánh giá Store. Các bạn muốn tham khảo phụ kiện về sò lạnh, về sạc dự phòng, kể cả điện thoại vân vân mấy mây, chúng mình đều bán các bạn nha. Ngoài ra có cả kênh TikTok là Sun Sale và đánh giá, các bạn cũng mua tham khảo phụ kiện thứ trên đấy thì chúng mình cũng đều có và mức giá rẻ nhất thị trường các bạn ạ. Không hỗ trợ chống rung quang học OIS, thành ra chống rung nó không được ngon cho lắm thôi. Đây các bạn có thể xem qua một chút về thông tin của máy này. Em này mình update lên cái phiên bản ColorOS mới nhất là ColorOS 13.1. Đây phiên bản này, phiên bản dựng là 1.0.161.162 các bạn ha. OnePlus A2V chạy con chip là Dimensity 9000. Mình cũng vừa có test xong tựa game đầu tiên là Genshin nha, trong tầm khoảng 20 phút này. Cái kết quả như thế nào mình sẽ phản hồi với các bạn trong cuối video nha. Chúng ta đến với cái tựa game thứ hai, COD. Dữ liệu COD mình đã tải full 100%. Mấy con bot này cứ mời cay. Trong cái phần cài đặt COD này để xem đồ họa như nào nha. Rất cao và tối đa, ok cho anh em. Ổn áp luôn. Rồi, chơi bằng cái thông wifi, độ sáng mình để tầm khoảng 70% nha. Hiện tại còn 43% pin và mình đã chuyển sang chế độ gaming rồi. Anh em thấy màn hình con này là phê rồi đúng không? Quá ok la luôn. Về màu này, thiết kế thì thực sự con này thiết kế đẹp nha anh em. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái quá trình trải nghiệm OnePlus A2V của mình nha, trong quá trình mình chơi game. A2V hôm qua mình có livestream ở trên sản phẩm này rồi đấy. Mình thấy con này livestream màu da ok nha anh em. Được đấy, hợp lý anh em ạ. Bạn ơi. Ôi bạn ơi. Bạn ơi bạn ơi. Một sản phẩm như thế này thì anh em phải lo thực sự luôn. Anh em nếu mà kiếm được hàng nha thì mà mình rất recommend là các bạn nên chọn sản phẩm này. Trường hợp kiểu các bạn cũng không cần quay video quá nhiều ấy. Đấy, cần sản phẩm mà chụp ảnh đẹp, con này đang ngon lành luôn. À có một cái nữa là nhiều bạn thắc mắc là anh ơi OnePlus AIV có nhận SIM không? Thì nhận SIM bình thường anh em ạ, không cần phải unlock gì đâu. Gì đây? Pin của tôi cũng yếu. Trời. Loa mình bật maximum nha. Các bạn thấy biểu đồ FPS không? Nó cứ cà giật nha. Nó sẽ ở khoảng đâu đấy là từ 58 đến khoảng 60. Đôi khi nó sẽ lên 61. Nhưng mà nếu mà mình không nhìn biểu đồ FPS và theo những gì mà mình hay chơi COD thì cảm giác con này chơi COD nó hơi bị cái kiểu mà lag theo kiểu theo từng khung hình ấy. Cái vấn đề là do FPS nó không được đều, các bạn không ổn định. Ôi, trên này đợi vậy. Đây. Headshot anh em. 19 phút nha. Hiện tại còn 36% pin. Đây, nhiệt độ mặt trước này quanh quẩn khoảng 42.7. Khu vực dưới này nó khoảng 39 độ. Chúng ta có mặt lưng đằng sau 40 độ C các bạn. Rồi, khu vực phía dưới 37.6 độ C. Như các bạn thấy biểu đồ FPS COD ở mức đồ họa max setting trên OnePlus A2V mà mình có cập nhật phiên bản mới nhất nha. Đấy, nó không được thẳng theo kiểu là 5960 thôi đều, mà nó theo kiểu dạng cái kiểu răng cưa. Nhìn nó rất là khó chịu và thực tế chơi game mình cảm giác là nó lag theo kiểu từng khung hình thật. Đấy các bạn thấy này. Có chỗ nó xuống tận bao nhiêu đây? Xuống 52, 53 này. FPS trung bình 59.5. Rồi, đấy là tựa game COD. Thế thì còn với Genshin thì sao? Mình có test rồi, tức là chơi trong tầm khoảng đâu đến 20 phút nha. Trải nghiệm chơi game thì giật lag, mình thấy lag nhất khi mà mình vào cái phần khu vực
Mapsumiru ấy là nó lag nhất. Và mình có ghi nhận cái FPS thấp nhất nó rơi vào khoảng đâu đấy là 45 các bạn. Cảm giác lag rõ ràng luôn. Đấy là mình đang chơi cái mức đồ họa là cao và 60 FPS các bạn nhá. Tuy nhiên với Dimension 9000 thì mình khuyên các bạn nếu mà chơi game xin thì nên để đồ họa là cho mình 60 thôi. Chơi game thì nó chắc chắn vẫn sẽ lag nếu mà các bạn chơi lâu tầm khoảng tiếng hơn tiếng. Bởi vì sao? Nhiệt độ con này khi mà mình chơi game xin nó quanh quẩn khoảng đâu đấy là khu vực con chip ấy, nó rơi vào khoảng đâu đấy là 45 độ C. Tất nhiên các bạn muốn chơi game nó được mát mẻ hơn thì lắp xóa lạnh vào nha. Vừa rồi là cái trải nghiệm chơi game của mình về OnePlus A2V sau một thời gian khá là lâu rồi mình không có test lại. Tuy nhiên các bạn nhớ này, OnePlus A2V hiện tại hàng số mình không có nha. Các bạn có mua ở đâu thì có thể là tìm sản phẩm này. Con này cái nhược điểm lớn là khả năng chống rung qua OS nó hơi tệ thôi, còn lại rất là tốt. Và nếu như các bạn mua một sản phẩm nó cho trải nghiệm hiệu năng được ok là hơn thì có thể tham khảo Redmi K60. Đường link mình sẽ để phần mô tả nha. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.